Trong chương trình lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023, từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Sơn La long trọng tổ chức hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Sơn La năm 2023 với chủ đề Sản xuất cà phê bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Đến hội thi gồm có 5 đội thuộc các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La như Mai Sơn, Thuận Châu, Yên Châu, Sốp Cộp và thành phố Sơn La. Đối tượng dự thi là cán bộ hội nông dân, khuyến nông, nông dân có trồng, sản xuất, kinh doanh cà phê. Hội thi Nhà nông đua tài là một hoạt động nằm trong chương trình lễ hội cà phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2023, nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nông dân, sản xuất cà phê về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức nhiều mặt cho cán bộ, nông dân, sản xuất cà phê về phát triển cà phê bền vững, tạo điều kiện đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua trong cán bộ, nông dân, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thi đua xây dựng nông thôn mới. Đây là một cái hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và đặc biệt là nông dân các dân tộc trong tỉnh Sơn La và các cái huyện trồng cà phê, và cũng là một trong những cái hoạt động nằm trong cái chuỗi sự kiện của lễ hội cà phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất. Trong sáng ngày 21 tháng 10, tại hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Sơn La năm 2023, các đội thi tranh tài ở nội dung so tài nhà nông. Ở nội dung này, các đội thi hái quả cà phê chín tại vườn và phân loại cà phê đảm bảo chất lượng theo quy định. Cũng trong sáng ngày 21 tháng 10, ban tổ chức hội thi, các đội thi cùng người dân bản Hoàng Văn Thụ, xã Hô La được đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến tham quan vườn cà phê, động viên các đội thi và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công của thành phố Sơn La. Tiếp tục trong tối ngày 21 tháng 10 tại quảng trường Tây Bắc thành phố Sơn La, các đội thi 3 phần còn lại. Hội nông dân huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, đồng thời giao cho các đồng chí diễn viên tham gia hội thi chuẩn bị những kiến thức qua học tập những kinh nghiệm và qua trao dồi những kiến thức đã được tập huấn và đã trực tiếp trong lao động sản xuất để áp dụng vào hội thi. Với tinh thần trách nhiệm, sự thông minh, dí dỏm, sáng tạo, bài thi của các đội thi đã thể hiện được kiến thức sản xuất cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu, thể hiện được đặc điểm địa lý, bản sắc văn hóa dân tộc, tiềm năng phát triển cây cà phê tại địa phương. Bên cạnh đó, các đội thi cũng đã đưa ra nhiều sáng kiến, sáng chế, ứng dụng khoa học công nghệ, nền tảng công nghệ số trong canh tác, sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ và quảng bá sản phẩm cà phê trên địa bàn tỉnh. Đội mình cũng như là bản thân mình nhận được nhiều kiến thức về như kiểu cách chăm sóc, chế biến, sản xuất cà phê này, cũng như là riêng đội mình cũng đã cố gắng để truyền tải những cái gì mà tốt đẹp nhất của huyện Thuận Châu đến với cả tỉnh. Sau một ngày diễn ra sôi nổi, hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Sơn La năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi huyện Mai Sơn, giải nhì cho đội thi huyện Thuận Châu, giải ba cho đội thi thành phố Sơn La và giải khuyến khích cho đội thi huyện Sốp Cộp và huyện Yên Châu. Ngoài ra, ban tổ chức trao 4 giải phụ cho các đội thi có phần thi thể hiện tốt nhất ở từng nội dung thi. Lựa chọn được ra những cái mô hình hoặc là những cái nội dung để tạo sức lan tỏa và nhân rộng trên các cái địa bàn của tỉnh Sơn La và các cái chương trình mà phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo để giúp cho nông dân thêm một cái chút cái kiến thức về quá trình canh tác cũng như là sản xuất của mình trong những cái giai đoạn tới.